Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà có bạn tới chơi. Ôi, khoe khoe cái giống cả nhà ơi. Ôi, quá cái công nhận nha, cái cây cà chua thay với thùng cho nó bự hơn chút á. Ôi nó xanh, nó là xanh mà nó công nhận nó thích nhà kính đó cả nhà. Công nhận cái cây nó tươi tốt dễ sợ luôn cả nhà. Năm nào mình cũng mua cái cây này, rosemary là cái cây hương thảo rồi nha. Mà năm nào nó mình để ngoài nó cũng tội hết, nên là năm nay Nhung Hà bỏ vô bả vô chậu và mình sẽ để trong nhà xanh, hy vọng là nó sẽ tươi tốt ha. Bữa hôm mua hai cây này nè nha. Mua hai cái cây bông matiso này em bỏ cái vô thùng lớn, nó bự ơi bự rồi. Cây su su nè, nó chuẩn bị có mùa bụi thu su su ha. Rồi để lại một ít củ gì đó cũng lên cây tốt vậy không, củ sâm đắc đó cả nhà. Mới hái được trái chanh nó ngoài đó cả nhà, sẽ làm nước mắm đổ một ít bánh khọt. Mấy chị em mình ăn lâu rồi mình cũng thèm chưa ăn bánh khọt nên là mình đổ bánh khọt ăn nha, đổ dĩa mấy chị em ăn thôi, còn để ăn bánh phi xà nữa nha. And you know, people are
tại vì nhiều ở ruộng mình mới làm mà chỉ vốn được cái ruộng có tay ngọt thôi. Cái ổng nói cái này ngọt, em ngọt lắm, cũng thử đi. Trời ơi, cái mà đắng vậy, chắc đắng vậy, cái ai gửi cho người ta ruộng chắc mà đắng mà chán vậy, tại vì không biết uống như bia luôn á, chị không có biết uống, thành ra chỉ uống bia đi đắng chết mà có thể cắt. Ôi, nhiều người thì cái người có thích uống thì ta thích cái chị không thích uống đắng, chị chỉ uống rượu vang đỏ thôi. Em là không uống được cái gì hết, đắng thật đỏ không uống được cái gì, uống vô kỹ lắm. Em nhắm thử sao vậy, sao vậy? Kind of attractive, but like you said, if I kept a dollar now, so for about, the next, you know, if I live a long time, yummy. Obviously, chị nghĩ là My lấy cho chồng em cái bánh khọt cho ăn, ổng rất cho ổng ăn, bây giờ chưa chuyển biết, nhưng mà ổng có ăn rồi, nếu mà ổng không thích ăn bánh như là cái mắm á thì món này nước mắm yes very much nước mắm này em không thích, I love olives, em không thấy cái mùi nước mắm nhỉ, chị pha với nước, pha nước, pha nước nó lại, chị pha với nước nó loãng ra bớt, bớt mùi nước mắm, nước mắm không, nước mắm smell anh không thích cho dù là nước mắm giống như nhiều chỗ người ta làm nước mắm theo kiểu người Mỹ giống như nước mắm chai á, không có nước mắm, nhưng mà anh chỉ nghe là fish sauce các bạn, là không bao giờ ám ảnh cái tên luôn á, đúng rồi. You're really good, yeah. She's good. She's impressive. What? Funny thing is, unfortunately, I didn't even know she could cook. Yeah, I love cooking. Oh, okay. So you have a really nice kitchen for cooking. This, having a big space like this is very helpful. Yeah. Yeah, before she, but I decided that, well, we didn't get married and that. I thought, well, I know how to cook some, you know, I can take care of this. And even more, I know she can cook. Yeah. She got here. Well, same with Mia. She never cooked before, but she, evidently she watched her mom and her sister-in-law, and she learned, but she just never did it. Yeah. But when she came here, she could figure it out pretty fast. Yeah. Maybe it's in the jeans or something. Ui, ngon vậy? No, không, em tự pha. Là gì? Trà sữa nhà tự mần. Dạ, giờ đó tốn tiền mà muốn khi nào có gì đó. Mua chân trâu về tự luộc, rồi cái gì thật nè. Còn cái vị thì nó có cái gói nhỏ nhỏ. You have restaurants in your body or not really? Cái gói gói giống như cà phê mà phạt họ ta. Mexican restaurant? Lẽ là nó có rất là nhiều loại. There's a lot of burger place. Nhiều lúc cũng vậy hả? Cái hạt đó là hạt chân châu, mà nó bán trong cái gói sẵn, chị về chị luộc lên xong rồi chị bỏ đường vô chị kẹp. Người bỏ vô. Chân châu. It's hard to make it here. Giờ vậy chị. Em mới mấy lần. You have to have all the supplies. Chồng em chị biết là ảnh nói vậy. Yes, you. $6. Plan ahead. Còn không phải cà phê đó, ảnh cũng nói $5 nè. Mỗi lần mình chỉ mang dẫn trong anh. Định vị cái từ. Yeah, that's true. Thì nói chung ở nhà mình làm. Yeah, I bet when the livestock, the farmers, you know, they're working hard on the land, or cutting the trees, or taking care of the cattle. They're by like 1 o'clock, they're starving, and they just go eat like a ton of tacos or something. You don't want to take the time to cook something up. Cái nhà chị chưa, nhà chị hết chưa hướng mộng. Lát này dọn em mi, dọn ở ngoài rồi.
You like Vietnamese food? Mm-hmm. Not all of it. Yeah, same. Chị thấy nhà xanh chị vô chị coi cây đó. Chị ra tới nhà là tôi biết quả ra mở cửa trả lời cho em. Nói không chứ không biết không phải đi vô mạng mua gì nữa ta ha. Hồi nãy bỏ ngàn mình nói quá là 20 phút nữa. Em là tưởng chị đi ra ngoài cái gì á. Cái xong cái cái hàng này con đi vào đi vô nhà xanh biết coi em thôi. Không mà phải làm cái mấy cái nhà xanh của chị là hầu như là mấy cái chỗ bán cây giống là ở đó đó. Không mà năm sáu động cây đó nha. Yeah, it's pretty rare. Bây giờ toàn cửa giá. Thailand is every Vietnamese food. Yeah. But he's half Vietnamese. From his previous life. I don't eat strange organs. Yeah. Intestines, no. I do really like tendon. In the pot? The tendon? Oh man, that's good. That's what she likes. Yeah. Good nice soft tendon. Oh, yeah. Em thấy really good for mà, you actually. Mà gom bò mà... nhưng mà người ta hầm mềm rồi. Không phải dai nha. Anh nói kịp xin. Chị thích ăn đây bây giờ riêng mà có phần mỡ thẳng. Không được cũng có muốn đó. Bữa em cũng gái em xả chị lại thích ăn phở. Nên là hôm qua cũng có nấu nguyên một cái nồi nước súp. Xong rồi cầm theo nước đồ á, hôm nay sinh nhật nè. Cái tới rồi cái tặng sinh nhật là phở. Rồi về cái thái ra rồi nhà có 5 người, một bình sữa với mẹ 5 người chắc đủ ha. Đúng không? Một cái tay da lông đó chắc đủ 5 người mà đúng không? Em nghĩ đủ 5 tô ha. Em nghĩ đủ, đủ. Ừ. Tại vì thật ra khi mình chế cái nước đó, nó cần vừa ấp cái bánh phở đúng mà nó nhiều quá không đúng không? Tại mình có một tí ở trong đó mà cho nên mình chế nước vô coi chứ nó đâu có nhiều nước ta có mà. Công nhận đường lên chị Nhung Hà đẹp quá. Rồi em nhìn em quay quá trời đó. Mà xui cái là nay trời mưa ha, nó không nắng lắm à. Em nghĩ nắng là đẹp lắm đó. Nó muối mỡ hả? Wow, trời ơi đẹp thiệt. Hơi mộng ghê mà kiểu mà có gì trong đó trời rồi á. Trời ơi, núi nó mở ra mình chụp hình. You want to say with me? You get some fair amount of snow around here in the winter? Not this year, but in previous years you can. All our big storms, it all went to you. Yeah, thank you very much. Filled your reservoirs up. Yeah, it was helpful from that perspective. Oh, man. Yeah, but sometimes, I mean, we've gotten like this much snow before here. Yeah, but not very often. Not too often. Trời cái miệng nó cao ghê luôn. Ấy Sophia ra chụp hình luôn con. Chụp hình Sophia. Chưa? Làm sao vậy? Vậy hả? Giống vậy. Chào con. Ở Sophia đâu 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 đâu. Áo Sophia lên nha. Rồi ok. 1, 2, 3. Ok. Cân cái chi, bye bye. Bye, Trang. Yes. Yeah.